Những cái bẫy chết người từ nạn trộm cắp hủy hoại công trình ở thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra nạn trộm cắp thiết bị gây hủy hoại công trình hạ tầng, tạo thành bẫy đe dọa tính mạng người dân. Mới đây, cầu Thủ Thiêm 2 kết nối quận 1 và thành phố Thủ Đức vừa đưa vào khai thác được khoảng một tuần thì xảy ra nạn trộm cắp thiết bị công trình. Nhà thầu thi công dự án phát hiện hơn 40 nắp chắn rác trên cầu bị kẻ gian lấy cắp. Việc nắp cống bị mất tạo thành những khoảng hở nhỏ khiến chức năng lọc rác bị mất tác dụng. Những bao ni lông rác thải theo nước chảy vào bên trong hố gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của cầu. Điều đáng nói, cầu Thủ Thiêm 2 là một công trình biểu tượng mới giữa trung tâm vừa được đưa vào khai thác không lâu nên việc này gây bức xúc dư luận. Công an vào cuộc điều tra xác định Nguyễn Văn Thái, 52 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là nghi phạm thực hiện vụ trộm hàng loạt nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2. Đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định nên túng quẫn, nghĩ đến chuyện trộm cắp các nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai kiếm tiền tiêu xài. Sau nắp chắn rác, đến lượt khoảng 10 hố ga nằm trên đường Tố Hữu thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức gần cầu Thủ Thiêm 2 bị khuyết nắp đậy nghi do bị đánh cắp. Do hố ga không có nắp chắn để lộ ra những khoảng không từ 1 đến 2 mét, sâu hơn 2 mét không khác gì những chiếc bẫy đe dọa tính mạng người dân, đặc biệt với những người đi bộ trên vỉa hè. Tuyến đường bị mất nắp cống thường đông người đi bộ hóng mát vào buổi tối. Để an toàn, người dân phải che đậy tạm bằng những miếng ván mỏng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm cho biết đã thông báo cho chủ đầu tư và công an để điều tra vụ việc. Hồi giữa tháng 3, báo chí đã phản ánh hàng loạt rào chắn dọc bờ kênh nước đen vừa được thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 600 tỷ để cải tạo bị mất trộm, tạo thành những khoảng hở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất mỹ quan đô thị. Người dân địa phương phải dùng những sợi dây gian cảnh báo giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn. Thế nhưng, việc ràng buộc bằng những sợi dây này gây mất mỹ quan đô thị. Sau phản ánh, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, rà soát hiện trạng và thay mới cho các đoạn rào chắn bị mất trộm. Cũng liên quan đến tình trạng mất trộm thiết bị công trình, mới đây tại quận 12 đã xảy ra sự việc tai nạn thương tâm khiến hai đứa trẻ là anh em ruột, bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi tử vong. Đoạn kênh Sơ Rơ qua phường Thạnh Xuân, quận 12, gần nhà hai em nhỏ, một đoạn rào chắn được cho là bị kẻ trộm tháo dỡ, tạo thành khoảng hở gây mất an toàn. Trong quá trình vui chơi dọc bờ kênh, có thể cả hai em nhỏ không may bị ngã xuống kênh và chết đuối. Ghi nhận đoạn kênh nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên, có nhiều đoạn lan can sắt đảm bảo an toàn đã bị kẻ gian tháo trộm. Dù bị mất khá lâu nhưng không ai gắn biển cảnh báo hay dăng dây để đảm bảo an toàn. Sau khi sự việc hai em nhỏ tử vong, chính quyền địa phương đã lắp lại các chỗ khuyết rào chắn dọc kênh để đảm bảo an toàn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.